Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin thời sự mới nhất. Việt Nam bảo vệ Trường Sa như thế nào? Thời gian gần đây, căng thẳng ở Biển Đông không có dấu hiệu giảm nhiệt. Trung Quốc vẫn có những hành động gây hấn, kích động nhưng Việt Nam vẫn kiên trì bảo vệ chủ quyền bằng nhiều cách thức linh hoạt. Khu vực rất quan trọng là quần đảo Trường Sa và các tiền tiêu DK1 nơi có trữ lượng dầu khí rất lớn và có vị trí vô cùng quan trọng ở Biển Đông. Thông tin liên quan đến các đảo và khu vực DK1 rất ít, tuy nhiên, thông qua các thông tin công khai, chúng ta có thể có một số nhận thức nhất định về tình hình ở Trường Sa như sau. Việt Nam đã quản lý, bảo vệ trên 49 tiền đồn trải rộng trên 27 vị trí quanh quần đảo Trường Sa và đang tiếp tục nâng cấp các công trình ở đây. Việt Nam tiếp tục xây dựng, củng cố các cơ sở căn cứ tại Trường Sa. Báo cáo của AMTI nói rằng Việt Nam đang hoàn thiện đường băng dài 1.300m và cho lắp đặt radar cho phép thiết bị Việt Nam có thể thu hút các tín hiệu liên lạc từ các tàu, thuyền của Trung Quốc. Giáo sư Kha Thayer, chuyên gia Đông Nam Á của Đại học New South Wales, Úc nói, Tôi không cho rằng có nước nào sẽ vật lòng về động thái này của Việt Nam. Việt Nam đã ở đó từ trước 2002, thực tế là Việt Nam đã hiện diện tại một số vị trí ở biển Đông từ trước giải phóng miền Nam và đã có lịch sử đánh bắt, khai thác cá tại ngư trường này. Việt Nam đã đưa người tới các khu vực đó sinh sống, lập gia đình, sinh con cái, mở trường học và không có vấn đề gì từ đó tới nay. Việt Nam chưa thực hiện hành động nào đe dọa an ninh khu vực Luật sư Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về biển Đông từ thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng, việc xây dựng ở Trường Sa như Việt Nam đang tiến hành không làm thay đổi tính chất pháp lý cho các yêu sách về chủ quyền của Việt Nam. Trong khi với mức độ xây dựng nhỏ, chủ yếu với mục đích tăng cường khả năng phòng vệ và cứu hộ, Việt Nam không làm cho các quốc gia khác lo ngại như với mức độ quân sự hóa của Trung Quốc. Quy mô kiêm tốn hầu hết các khu vực mà chúng ta cho tiến hành xây dựng không nằm trực tiếp trên các đảo nhỏ tự nhiên như trường sa và phan vinh mà ở các dạng đá thấp hơn mực thủy chiều và ở các bãi ngập nước các động thái này cho thấy chúng ta không cố gắng tham gia vào việc quân sự hóa quy mô lớn tại quần đảo trường sa như trung quốc ví dụ như không có dấu hiệu xây dựng các cơ sở để chứa máy bay tấn công các cơ sở mà chúng ta xây dựng ở đây dường như chỉ hướng tới mở rộng khả năng giám sát và tuần tra vùng biển bị tranh chấp, cải thiện điều kiện sống và đảm bảo có thể tiếp tế bằng đường hàng không nếu cần thiết. Khẳng định chủ quyền dù chỉ xây dựng lặng lẽ và với quy mô nhỏ như vậy suốt nhiều năm tại Trường Sa và một số đảo khác tại Biển Đông, giáo sư Kha cho rằng việc làm này cần thiết để Việt Nam khẳng định chủ quyền và sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Hiện Trung Quốc ngày càng bành trướng ở Biển Đông và điều quan trọng là các nước chọn cách thức phản ứng như thế nào. Chúng ta có thể hợp tác nhưng không có nghĩa là không có cách để lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền của mình và Việt Nam đang đi con đường đúng đắn. So với những gì đã xảy ra ở Philippines thì Việt Nam đã chọn con đường phù hợp hơn. Nếu như chúng ta im lặng trước mọi hành động bắt nạt của Trung Quốc thì cái mà ta nhận được sẽ là gì? Trung Quốc sẽ lại tiếp tục bao vây, xua đuổi, tấn công tàu cá, tịch thu lười đánh cá. Và Việt Nam đã chọn cách củng cố sự hiện diện của mình ở khu vực này. Hoàn toàn trái ngược với các tổng thống Philippines từng chọn là khom lưng cúi gối mà làm bạn với Trung Quốc, ông Kha Chai ơi nói. Việt Nam đã xây dựng gì ở Trường Sa? ở phía đông bắc của đảo Trường Sa, ta xây dựng hai cơ sở thông tin liên lạc chuyên tín hiệu và xây dựng một cụm các tòa nhà trên khu đất mới bồi đắp dọc theo bến cảng nhân tạo, xây một khu thể thao gần tòa hành chính trên đảo, nhiều tòa nhà được lắp các tấm pin mặt trời. Để bảo vệ toàn bộ vùng đất mới được hình thành này khỏi nước dâng khi có bão, chúng ta đã đào một loạt các kênh thoát nước phức tạp dọc theo rìa đảo. Ở phía Tây Nam, các dặn đá và đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa ta đã xây dựng 14 tiền đồn trong khu vực này, nơi được gọi là các trạm dịch vụ kinh tế, khoa học và công nghệ, gọi tắt là DK1. Có thể điểm qua hành trình xây dựng của chúng ta quanh quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây. Trước 2014, chúng ta bồi đắp thêm 6 mẫu đất trên Phan Vinh, Prison Reef, 2015 đến 2016, mở rộng đường băng ở đảo Trường Sa từ 570 m ban đầu lên đến 1.300 m và xây một bến cảng. Tổng cộng chúng ta đã tạo thêm khoảng 40 mẫu đất tại đảo Trường Sa thông qua nạo vét một phần dạng san hô bao quanh đảo rồi san lấp bằng cát. Quá trình này được cho là tốn nhiều thời gian hơn và ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp nạo vét và san lấp quy mô công nghiệp của Trung Quốc tại Trường Sa, nhưng vẫn là phá hủy dạng san hô có chú ý. Từ 2016, tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất trên dạng Phan Vinh, bao gồm xây dựng sân bay trực thăng, lắp các tấm pin mặt trời và trồng thảm thực vật trên các khu đất mới. Từ giữa 2017, chúng ta cho lắp một radar lớn trên đỉnh tòa nhà ở phía tây của dạng Phan Vinh, cho thấy sự cải thiện về tín hiệu hoặc khả năng liên lạc. Việc trồng cây xanh trên các khu vực bãi đất mới có lẽ để tránh sói mòn cũng đã hoàn tất. Chúng ta cũng tiến hành mở rộng đá nam và đá núi thị, Petley và South Rift. Chúng ta còn xây thêm các trạm dịch vụ kinh tế, khoa học và công nghiệp DK1 ở bãi Phúc Tần, Prince of Wales và bãi cạn cuối đường Green Girl Banks và một sân bay trực thăng lớn. Cũng trong năm này, Việt Nam hoàn thiện đường băng dài 1.300m và bốn nhà chứa máy bay trên trường xa lớn. Các máy bay này nhiều khả năng là máy bay giám sát hàng hải PZLM-28B và máy bay vận tải CASAC-295. Ngoài việc tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc, nâng cấp, hiện đại hóa những tiền đồn mà chúng ta đang quản lý, chúng ta cũng trang bị những vũ khí, lực lượng đủ mạnh để bảo vệ những tiền đồn này. Và việc trang bị vũ khí là chuyện bình thường. Vũ khí Việt Nam tại Trường Sa qua báo Trung Quốc theo báo Trung Quốc trên thời báo Hoàn Cầu, Việt Nam có khoảng 2.200 binh sĩ đóng quân ở quần đảo Trường Sa, chủ yếu được trang bị súng, xe tăng, tên lửa chống tăng và máy bay trực thăng vũ trang cơ động. Nhưng Việt Nam không có bất kỳ hệ thống tên lửa đất đối hạm nào do cơ sở hạ tầng trên các đảo không đủ điều kiện hỗ trợ lắp đặt cho các hệ thống tên lửa phức tạp này. Hoàn cầu dựa vào một bộ ảnh nổi bật trong báo ảnh Việt Nam cho thấy chín đảo chính Việt Nam chốt giữ ở Trường Sa có trang bị súng phòng không 23 ly, sáu đảo có súng phòng không 37 ly, năm đảo có pháo 85 ly và hai đảo có pháo 122 ly và 130 ly. Về lực lượng xe tăng, Hoàn Cầu cho rằng 6 đảo Việt Nam trang bị xe tăng hạng chung của Nga T-54-55, 4 đảo có xe tăng lội nước P-76 do Nga chế tạo, tổng cộng khoảng 120 súng máy và 60 xe tăng hạng chung. Cũng theo Thể báo Hoàn Cầu, trên đảo Trường Sa và Nam Yết, quân đội Việt Nam có một tiểu đoàn pháo 122 ly, một khẩu đội pháo 85 ly, một khẩu đội pháo 130 ly, 2-3 cụm súng phòng không 23 ly hoặc 37 ly và một ụ xe tăng. Máy bay trực thăng quân sự có thể cất cánh và hạ cánh từ trên ít nhất 5 trong số 29 đảo, dạng gian hô Việt Nam đang đóng quân ở quần đảo Trường Sa. Trên đảo Trường Sa Việt Nam, bố trí 4 súng máy có tầm bắn trên 16 km, 21 súng có tầm bắn hơn 14 km, 31 súng có tầm bắn trên 10 km và 48 súng có tầm bắn 2 km. Việt Nam cũng có thể sử dụng trực thăng vũ trang để khởi động các loạt tấn công đường không. Còn theo ông, nguồn tin đại chúng trong nước, hiện trường Sa được bảo vệ bởi các đơn vị phòng không quân quân, gần nhất là Trung đoàn Không quân 925, được biên chế máy bay tiêm kích Su-27 và Dư đoàn Phòng không 377. Trong đó, một bộ phận của Trung đoàn Radar 292 có mặt trên các đảo làm nhiệm vụ canh giữ biển trời. Ngoài lực lượng tại chỗ, chúng ta còn có lực lượng hải quân. Với sự đầu tư nhiều năm qua, chúng có đủ sức tổ chức lực lượng để đánh tới quần đảo Trường Sa. Các trang bị như lớp tàu tên lửa tia chớp Monia, tàu chỉ có lượng giãn nước 560 tấn nhưng có thể mang tới 16 quả tên lửa với tầm bắn 180-200 đến 200 km. Tiếp đó là 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại, 06 tàu ngầm điện Dell lớp Kilo. Vui mừng hơn khi chúng ta có một đường bay dài ở đảo Trường Sa lớn, có thể để cho các máy bay vận tải, cứu hộ cất và hạ cánh, sẵn sàng cung cấp kỹ thuật hậu cần, vũ khí đạn dược khi cần, Vừa qua, máy bay vận tải tuần thám biển NC212I có ký hiệu 8991 đã hạ à cánh trên đường băng mới dài 1.300m trên đảo Trường Sa lớn. Đường bay này đủ sức để cho các máy bay vận tải tuần thám hiểm tương tự có thể cất và hạ cánh. Máy bay NC212I có thể đạt tốc độ đến 37 km h với tầm bay tác chiến đến 1.800 km, có tải trọng hữu ích 2,7 tấn hoặc 24 chiến sĩ với tải trọng lớn như vậy, máy bay có thể đưa đến khu vực tìm kiếm và cứu hộ hàng loạt thiết bị cứu hộ. Ngoài ra, NC-212I có thể được trang bị thêm 2 điểm treo để lắp vũ khí nặng đến 500kg, kể cả container và bệ phóng tên lửa lớp không đối bề mặt. Sự xuất hiện NC-212I khẳng định thêm nữa Việt Nam đang có thêm trang bị có sức mạnh để bảo vệ trường Sa. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!